Xin kính chào quý khán giả, mời quý khán giả theo dõi chương trình Thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Chương trình hôm nay với những nội dung đáng chú ý, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn. Ban Dân vận Trung ương khảo sát mô hình dân vận khéo trong phát huy giá trị đạo đức văn hóa và nguồn lực của tôn giáo vào xây dựng đời sống văn hóa tại thành phố Cần Thơ. Tọa đàm với chủ đề Ký ức tinh thần thép giúp các thế hệ trẻ thành phố Cần Thơ hiểu sâu sắc hơn về sự hy sinh cao cả của các thế hệ cha ông trong cuộc kháng chiến giành lại độc lập tự do cho dân tộc. Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ tổ chức chấm vòng sơ khảo cuộc thi Người đẹp Tây Đô lần thứ nhất năm 2023. Thưa quý vị, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 6, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật đấu giá tài sản. Các đại biểu cho rằng luật cần nghiên cứu bổ sung nhiều quy định chặt chẽ hơn nhằm tránh thao túng trong hoạt động đấu giá. Tại phiên thảo luận, đại biểu đánh giá cao việc chính phủ xem xét sửa đổi bổ sung một số điều của luật đấu giá tài sản nhằm phòng chống tham nhũng tiêu cực, khắc phục những hạn chế bất cập, thúc đẩy công khai, minh bạch, khách quan trong hoạt động đấu giá. Tuy nhiên, đại biểu cho rằng dự thảo luật cần bổ sung nhiều quy định chặt chẽ hơn. Dẫn chứng về vụ đấu giá các lô đất tại Thủ Thiêm hay các vụ gần đây như đấu giá quyền khai thác mỏ cát tại Hà Nội với giá cao rồi bỏ cọc, nhiều đại biểu đề nghị cần có quy định chặt chẽ xử lý hành vi này, tránh tình trạng một số tổ chức cá nhân tham gia đấu giá nhưng bỏ cọc với mục đích thao túng thị trường, đặc biệt là trong các vụ đấu giá tài sản công có giá trị lớn như quyền sử dụng đất, quyền khai thác mỏ. Trong thực tiễn đấu giá quyền sử dụng đất vừa qua, vấn đề vướng mắc nhất hiện nay cũng là lỗ hổng pháp lý lớn nhất là xác định năng lực tài chính vốn thực có của người tham gia đấu giá quyền sử dụng đất. Làm sao kiểm soát được nguồn tài chính, nguồn vốn công khai, minh bạch của người tham gia đấu giá có đủ năng lực tài chính để tham gia đấu giá trong các cuộc đấu giá. Đây không chỉ là câu chuyện quy định ở luật đất đai, luật đấu giá tài sản, mà còn là câu chuyện đầu cơ phức tạp. Họ có thể lợi dụng từ giai đoạn đấu giá, bị can thiệp bởi nguồn vốn đen, chiếm dụng hay rửa tiền, dẫn đến tính khả thi của tài sản đấu giá, chậm trễ, kéo dài, bị khai thác, sử dụng theo ý đồ của doanh nghiệp hay một thế lực nào đó. Cũng liên quan đến đấu giá loại tài sản này, đại biểu Nguyễn Thị Hồng Hạnh, đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Chí Minh đề nghị, dự thảo luật cần bổ sung thêm hình thức đấu giá để cho thuê tài sản công. Luật đấu giá hiện hành cũng như là dự thảo luật này thì cũng chỉ quy định một hình thức duy nhất, đó là đấu giá để bán, chứ không có quy định hình thức đấu giá để cho thuê. Cái nhu cầu đấu giá quyền cho thuê các tài sản công tại các cái địa phương rất là lớn và yêu cầu là phải đảm bảo sự khách quan, minh bạch cũng như là đảm bảo không thiệt hại cho ngân sách nhà nước. Do đó bên cạnh là mặc dù cái khoản 1 điều 4 có quy định các tài sản phải bán thông qua đấu giá, nhưng mà tại điểm Y cũng có cái hình thức là đấu giá quyền cho thuê rừng, cho nên là cũng chưa có phù hợp với tên tại cái khoản 1. Từ những cái lý do trên, tôi đề nghị là bổ sung vào điều 4 cái hình thức đấu giá để cho thuê tài sản để đảm bảo cái cơ sở pháp lý của việc đấu giá cho thuê tài sản công. Các đại biểu cũng đề nghị bổ sung các hành vi vi phạm trong đấu giá, nghiên cứu quy định riêng về trình tự thủ tục đấu giá tài sản thi hành án, có chế tài đối với vi phạm trong việc xác định giá khởi điểm, tạo điều kiện mở rộng đối tượng hành nghề và chất lượng đấu giá viên. Dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật đấu giá tài sản sẽ tiếp tục được Quốc hội thảo luận trong kỳ họp sau. Sáng nay 28 tháng 11, đoàn khảo sát do Bùi Tuấn Quang, Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương làm trưởng đoàn, có buổi làm việc với Thành ủy Cần Thơ về mô hình dân vận khéo trong phát huy giá trị đạo đức văn hóa và nguồn lực của tôn giáo vào xây dựng đời sống văn hóa tại thành phố Cần Thơ. Tiếp đoàn có ông Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các sở ban ngành đoàn thể thành phố, quận Thốt Nốt và huyện Vĩnh Thạnh. Thời gian qua, các tôn giáo hoạt động đúng tôn chỉ, đường hướng hành đạo và phương châm sống tốt đời đẹp đạo, tích cực tham gia công tác an sinh xã hội từ thiện nhân đạo với các hoạt động như bếp ăn tình thương, xe cứu thương miễn phí, xây dựng nhà, cầu, đường giao thông, tặng quà với tổng số hơn 538 tỷ đồng trong 5 năm qua. Riêng năm 2023, toàn thành phố có trên 2.640 mô hình dân vận khéo được đăng ký trên các lĩnh vực đời sống xã hội. Trong đó có 52 mô hình dân vận khéo liên quan đến việc phát huy giá trị đạo đức, văn hóa và nguồn lực của tôn giáo.
Tại buổi làm việc, ông Phạm Giang Hiểu cùng đại diện Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các ban ngành đoàn thể thành phố thông tin thêm những vấn đề các thành viên đoàn khảo sát đặt ra về vai trò lãnh đạo của cấp ủy, sự phối hợp của hệ thống chính trị trong phát huy giá trị đạo đức, văn hóa và nguồn lực của tôn giáo, kinh nghiệm trong xây dựng và duy trì hiệu quả các mô hình, giải pháp nâng cao hiệu quả công tác dân vận trong thời gian tới. Ông Bùi Tuấn Quang, Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương, đề nghị lãnh đạo thành phố Cần Thơ tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức của hệ thống chính trị, xây dựng các mô hình dân vận khéo trong phát huy giá trị đạo đức, văn hóa và nguồn lực của tôn giáo. Các cấp ủy, chính quyền, các cơ quan liên quan chủ động theo dõi, kiểm tra, tổng kết, nhân rộng các mô hình dân vận khéo tiêu biểu, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của mặt trận, các tổ chức chính trị xã hội trong thực hiện công tác dân vận, góp phần xây dựng thành phố Cần Thơ ngày càng phát triển. Sáng nay, Ban Đô thị Hội đồng Nhân dân thành phố họp thẩm tra các báo cáo trước khi trình tại kỳ họp cuối năm 2023 Hội đồng Nhân dân thành phố. Ông Nguyễn Xuân Hải, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố, ông Nguyễn Thành Đông, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, ông Dương Tấn Hiển, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố và đại diện lãnh đạo các sở ban ngành thành phố tham dự. Các đại biểu đóng góp ý kiến về báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết của Hội đồng Nhân dân thành phố về kinh tế xã hội quốc phòng an ninh năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội quốc phòng an ninh năm 2024. Qua đó, các đại biểu đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố và các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án khu tái định cư để sớm bố trí cho người dân bị ảnh hưởng các công trình dự án, rà soát các dự án chậm thực hiện để có hướng giải quyết, đảm bảo quyền và lợi ích của người dân có đất bị ảnh hưởng bởi các dự án, tăng cường công tác quản lý trật tự an toàn giao thông trong nội ô thành phố. Đối với báo cáo của Ủy ban Nhân dân thành phố, sơ kết 2 năm triển khai thực hiện nghị quyết số 45 năm 2022 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố. Nhìn chung kết quả thực hiện một số nhiệm vụ chưa cao, tiến độ còn chậm so với yêu cầu đặt ra. Các đại biểu đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố tăng cường công tác phối hợp với các bộ ngành trung ương để sớm triển khai thực hiện nạo vét kết hợp thu hồi sản phẩm luồng hàng hải Định An Cần Thơ để thúc đẩy sự phát triển của thành phố. Khẩn trương thực hiện trung tâm liên kết sản xuất chế biến và tiêu thụ nông sản vùng đồng bằng sông Cửu Long tại Cần Thơ. Ông Nguyễn Văn Dũng, Trưởng Ban Đô thị, Hội đồng Nhân dân thành phố yêu cầu các đơn vị soạn thảo tiếp thu các ý kiến đóng góp của đại biểu, đồng thời rà soát và hoàn chỉnh nội dung trong các báo cáo để trình tại kỳ họp cuối năm của Hội đồng Nhân dân thành phố sắp tới. Cùng ngày, Ban Văn hóa Xã hội Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ tổ chức hội nghị thẩm tra các dự thảo nghị quyết kèm theo tờ trình của Ủy ban Nhân dân thành phố trình tại kỳ họp cuối năm 2023 của Hội đồng Nhân dân thành phố. Qua thẩm tra, các đại biểu thống nhất với nội dung dự thảo nghị quyết quy định một số chính sách hỗ trợ giáo dục nghề nghiệp, việc làm để chuyển dịch cơ cấu lao động, với đối tượng, nguyên tắc, điều kiện hỗ trợ, mức hỗ trợ và các chính sách hỗ trợ đào tạo nghề, trình độ sơ cấp đào tạo dưới 3 tháng, trình độ trung cấp cao đẳng, cho vay vốn ưu đãi và hỗ trợ lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Đại biểu thống nhất đề nghị trình Hội đồng Nhân dân thành phố xem xét ban hành nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ hộ nghèo thoát nghèo bền vững giai đoạn 2024-2025 với các chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở 50 triệu đồng một căn, nước sinh hoạt tối đa 3 triệu đồng một hộ, nhà tiêu hợp vệ sinh tối đa 8 triệu đồng một hộ và điện sinh hoạt tối đa 3 triệu đồng một hộ. Đối tượng, nguyên tắc, nội dung hỗ trợ, điều kiện để được hỗ trợ được quy định trong dự thảo nghị quyết. Qua thẩm tra, các đại biểu cũng thống nhất cao với nội dung dự thảo nghị quyết của Hội đồng Nhân dân thành phố về quy định mức chi tập huấn bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục để thực hiện chương trình mới sách giáo khoa mới giáo dục phổ thông. Lãnh đạo Ban Văn hóa Xã hội Hội đồng Nhân dân thành phố đề nghị các cơ quan soạn thảo, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố tiếp thu ý kiến đóng góp của đại biểu để hoàn thiện nội dung các dự thảo nghị quyết trước khi trình Hội đồng Nhân dân thành phố xem xét quyết định tại kỳ họp cuối năm. Thưa quý vị, nhân kỷ niệm 20 năm thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương, sáng nay 28 tháng 11, Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Cần Thơ tổ chức tọa đàm với chủ đề Ký ức tinh thần thép với các thương binh, bệnh binh có tỷ lệ thương tật từ 81% trở lên. Tham dự có ông Nguyễn Thực Hiện, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ, đại diện Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố và hơn 200 đại biểu là thương binh, bệnh binh, đoàn viên thanh niên trên địa bàn. Lãnh đạo thành phố Cần Thơ bày tỏ tri ân sâu sắc đến các gia đình có công với cách mạng, thương binh, nhất là thương binh bệnh binh nặng, đặc biệt nặng và trao các phần quà ý nghĩa cho các thương binh có mặt tại buổi tọa đàm.
các đại biểu được gặp gỡ, giao lưu và nghe chia sẻ về ký ức xúc động của những tháng ngày chiến đấu gian khổ trong cuộc kháng chiến chống Mỹ của các nhân chứng thương binh có tỷ lệ thương tật từ 81% trở lên. Đó là bà Lâm Thị Mười, ngụ phường Bình Thủy, quận Bình Thủy, có tỷ lệ thương tật đến 95%. Nối tiếp truyền thống gia đình, bà Mười tham gia cách mạng khi vừa tròn 16 tuổi. Trong suốt thời gian tham gia kháng chiến, bà bị địch bắt tù đầy, đánh đập để lại rất nhiều vết thương trên thân thể. Song với lý tưởng cách mạng cao cả, bà Mười vẫn quyết liệt đấu tranh, thậm chí không lập gia đình để trọn vẹn phục vụ Tổ quốc. Bị thuốc, rồi đánh đập này kia nọ là lúc đó dữ lắm. Máy bay nó đánh đáp xuống, nó chở đi xuống Đào Pha. Thì tôi xuống Đào Pha, nó đem vô là tôi hết biết gì rồi. Rồi cái nó mới đem vô nó mổ rồi là làm sao làm tới chừng tôi tỉnh được á. Thì nói hai mắt móc hết rồi. Nên tôi mới nói sống mà không có hai mắt đó thì sống làm chi. Còn ông Quỳnh Ngọc Tuyền, ngụ phường Thới Bình, quận Ninh Kiều, là một trong những thương binh mất khả năng lao động trên 81%. Với khát khao được cầm súng chiến đấu giải phóng đất nước, dù mới 17 tuổi, ông đã hăng hái tham gia cách mạng tại thị xã Dị Thanh và các trận chiến trên địa bàn tỉnh Cần Thơ. Trong quá trình tham gia kháng chiến, ông Tuyền đã nhiều lần bị thương và địch bắt tù đầy, đánh đập. Song vượt lên hoàn cảnh trong tù, ông và các chiến sĩ cách mạng vẫn tổ chức sinh hoạt đảng và quyết liệt đấu tranh vì hòa bình. Tụi nó tấn công đến chỗ sao là cái chùa Miên đó, thì nó đánh trái ngạt tôi bị ngất xỉu. Thì chúng nó buộc dây tôi, nó lôi ra đường. Thì nó lôi ra đường thì nó thấy tôi còn sống, còn thở. Cho nên nó mới đem tôi về bệnh viện Thủ Khoa Nghĩa, là bệnh viện Đa Khoa thành phố bây giờ đó, để nó điều trị. Nó đưa tôi ra Phú Quốc đó, thì trong 120 người đó thì nó cho là đầu xó, tôi là coi như là chống là trong những cái trại giam, cho nên nó đánh đập thê thảm lắm. Các đại biểu còn được gặp gỡ và lắng nghe chia sẻ quá trình tham gia kháng chiến gian khổ tại chiến trường Campuchia của hai thương binh là ông Lê Thanh Tao, ngụ phường Châu Giang Liêm, quận Ô Môn và ông Vũ Xuân Đại, ngụ phường An Khánh, quận Ninh Kiều. Qua gặp gỡ, chia sẻ và giao lưu với các nhân chứng lịch sử đã giúp các thế hệ trẻ hiểu sâu sắc hơn về sự hy sinh cao cả của các thế hệ ông cha trong cuộc kháng chiến giành lại độc lập tự do cho dân tộc. Từ những cái sự hy sinh mất mát của thế hệ cha anh đi trước, thì riêng bản thân tôi cũng như là thế hệ trẻ ngày hôm nay cần phải gìn giữ cũng như là phát huy hơn nữa các truyền thống yêu nước tốt đẹp đó. Thành phố Cần Thơ hiện có trên 5.200 đối tượng người có công với cách mạng, trong đó trên 1.800 người là thương binh, bệnh binh có tỷ lệ thương tật dưới 81% và 75 người có tỷ lệ thương tật 81% trở lên. Thời gian qua, các ngành các cấp thành phố Cần Thơ luôn quan tâm chăm sóc đầy đủ kịp thời các chế độ chính sách cho người có công với cách mạng, gia đình chính sách, bà mẹ Việt Nam anh hùng. Công tác đền ơn đáp nghĩa cũng như là cái chính sách chăm lo cho người có công và gia đình chính sách trên địa bàn của thành phố Cần Thơ thì được lãnh đạo của thành phố rất là quan tâm, nhất là dịp 27 tháng 7 và các cái dịp lễ Tết. Phong trào đền ơn đáp nghĩa của thành phố Cần Thơ từng bước huy động sức mạnh tổng hợp của toàn dân, đa dạng về hình thức, sâu sắc về nội dung, trở thành nét đẹp truyền thống của dân tộc, góp phần xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ ngày càng văn minh, giàu đẹp. Thưa quý vị, hơn 75 năm qua kể từ ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc vào ngày 11 tháng 6 năm 1948, đến nay ngọn cờ thi đua yêu nước đã trở thành phong trào cách mạng sâu rộng của quần chúng nhân dân, vẫn vẹn nguyên giá trị lý luận thực tiễn và mang tính thời sự sâu sắc. Học và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách của Bác, cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân thành phố Cần Thơ thời gian qua đã tích cực nỗ lực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, tạo động lực thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển, quốc phòng an ninh được giữ vững, hệ thống chính trị được củng cố và ngày càng vững mạnh. Hội Nữ Doanh Nhân thành phố Cần Thơ, tiền thân là câu lạc bộ nữ doanh nhân. Lúc đầu có 17 thành viên, nay tăng lên 195 thành viên, là những doanh nghiệp sản xuất kinh doanh đa ngành nghề trên tất cả các lĩnh vực. Với giá trị cốt lõi là bản lĩnh, khát vọng nhân ái và mục tiêu xuyên suốt là kết nối, học hỏi, chia sẻ và dẫn dắt.
Thời gian qua, hội đã tập trung vận động các thành viên đẩy mạnh sản xuất kinh doanh gắn với thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua yêu nước, góp phần vào tăng trưởng chung của thành phố. Là những viên gạch, là những cái hội viên nòng cốt để luôn luôn thể hiện gương mẫu cái tính là của một cái doanh nghiệp của thành của địa phương, luôn luôn chấp hành những cái chính sách của nhà nước. Và từ cái cộng đồng này, chị em cũng cảm thấy mình luôn luôn có trách nhiệm là một cái những cái nhân tố, những doanh nghiệp để đóng góp vào cái phát triển của thành phố Cần Thơ. Công trình Âu Thuyền Cái Khế thuộc dự án phát triển thành phố Cần Thơ và tăng cường khả năng thích ứng của đô thị, được khởi công từ tháng 9 năm 2022. Công trình có chức năng ngăn nước, chống triều cường từ nhánh sông Hậu tràn vào nội ô thành phố, với quy mô 3 cửa cống, 1 âu thuyền và trạm bơm dự phòng. Theo tiến độ của hợp đồng là đến ngày 30 tháng 6 năm 2024 hoàn thành. Nhưng với yêu cầu bức thiết cần ngăn nước trong đợt triều cường vừa qua, Ban quản lý dự án ODA thành phố Cần Thơ đã phối hợp với các đơn vị thi công để nhanh tiến độ sớm hơn 2 tháng so với kế hoạch. Đóng cống thử ngăn chiều là trong cái mực nước cao nhất là 15 tháng 9 vừa qua và đã đóng cống thử nghiệm. Thì qua cái đóng cống thì hiện nay là cho thấy là nước không có vào, không còn ngập nữa. Cái thứ nhất là cái hồ Bún Sáng, về đường Mậu Thân, về hồ Sáng Thổi và các tuyến đường lân cận. Thì này là một cái thông tin cũng đáng mừng là hiện nay là bà con ở thành phố cũng rất là phấn khởi. Thời gian qua, các cấp các ngành các địa phương của thành phố Cần Thơ đã quán triệt sâu sắc lời kêu gọi thi đua ái quốc của Bác Hồ, phát động nhiều phong trào thi đua gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị và cá nhân theo từng chủ đề, đợt cao điểm. Từ đó tạo phong trào thi đua rộng khắp, nhiều tập thể cá nhân được tuyên dương, khen thưởng. Tập thể những cái cá nhân là điển hình tiên tiến chính là những cái hạt nhân mà đã góp phần là rất là quan trọng vào cái sự phát triển chung của thành phố, giúp cho thành phố là phát triển về kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh. Thì trong đó thì nó có những cái phong trào thi đua yêu nước mà đã giúp cho thành phố chúng ta là có được là cái bộ mặt như ngày hôm nay. Học và làm theo gương Bác gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị và cá nhân đã góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội thành phố Cần Thơ ngày càng phát triển, quốc phòng an ninh của thành phố ngày càng được giữ vững, hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh và kiện toàn. Liên tục chương trình cho các tin tức đáng chú ý. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ Trần Việt Trường vừa có văn bản chỉ đạo tăng cường quản lý sử dụng hóa đơn điện tử, góp phần đẩy mạnh công tác chuyển đổi số. Trên cơ sở thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường quản lý sử dụng hóa đơn điện tử, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu giám đốc các sở ngành có liên quan, cục trưởng cục thuế, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận huyện quán triệt đầy đủ, kịp thời các quan điểm, nhận thức về trách nhiệm thực hiện chuyển đổi số tại địa phương. Trong đó, xác định việc áp dụng hóa đơn điện tử là một trong các giải pháp bắt buộc rất quan trọng để thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số, nhất là đối với các hóa đơn điện tử về điện, xăng dầu. Bên cạnh đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cũng yêu cầu tăng cường công tác phối hợp với Cục Thuế thành phố thực hiện công tác tuyên truyền, kiểm tra, thanh tra, quản lý sử dụng hóa đơn điện tử, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong công tác quản lý thuế và xử lý nghiêm theo quy định pháp luật đối với các trường hợp có quy định sử dụng hóa đơn điện tử mà không thực hiện. Chuyển sang một số thông tin liên quan đến lĩnh vực y tế. Sáng nay, Ban chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế thành phố Cần Thơ tổ chức hội nghị trực tuyến đánh giá tình hình thực hiện quyết định 182 của Ủy ban Nhân dân thành phố về việc giao chỉ tiêu thực hiện bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm thất nghiệp cho Ủy ban Nhân dân quận huyện năm 2023. Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Thực Hiện ghi nhận sự nỗ lực quyết tâm của các ủy đảng, chính quyền, ban chỉ đạo các cấp đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trong 11 tháng qua, đồng thời đề nghị các địa phương, đơn vị chủ động khắc phục ngay những hạn chế khó khăn, chấn chỉnh công tác phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đối với các đơn vị chưa làm tốt, quan tâm về thuốc, trang thiết bị, vật tư y tế để phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh bảo hiểm y tế cho người dân. Đến nay, số người tham gia bảo hiểm y tế đạt 96,77% chỉ tiêu Hội đồng Nhân dân thành phố giao.
độ bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân đạt gần 90%, bảo hiểm xã hội tự nguyện đạt trên 59% chỉ tiêu, bảo hiểm xã hội bắt buộc và bảo hiểm thất nghiệp đều đạt 93% chỉ tiêu Hội đồng Nhân dân thành phố giao. Sở Y tế thành phố Cần Thơ chủ trì cuộc họp với các sở ban ngành có liên quan bàn về kế hoạch tổ chức giải thưởng thành tựu y khoa thành phố Cần Thơ. Thành tựu y khoa thành phố Cần Thơ được tổ chức lần đầu tiên. Đây là giải thưởng nhằm đẩy mạnh phong trào thi đua nghiên cứu sáng tạo khoa học kỹ thuật trong lĩnh vực y khoa, tạo khí thế sôi nổi, cổ vũ tinh thần quyết tâm khắc phục khó khăn, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu của ngành. Đây cũng là hoạt động hướng tới kỷ niệm 20 năm Cần Thơ trở thành thành phố trực thuộc trung ương. Các đại biểu đã đóng góp về cơ cấu giải thưởng, tính pháp lý của các văn bản để xây dựng kế hoạch phối hợp thực hiện, thành lập hội đồng giám khảo phải đầy đủ thành phần, bảo đảm tính khách quan và trình độ chuyên môn khi thẩm định các sản phẩm, đề bài dự thi. Theo dự kiến, các sản phẩm, đề tài tham gia sẽ được ban tổ chức trao giải vào ngày 27 tháng 2 năm 2024. Quý khán giả thân mến, chiều nay, tại Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ, ban tổ chức ban giám khảo cuộc thi Người đẹp Tây Đô lần thứ nhất năm 2023 tổ chức chấm vòng sơ khảo cuộc thi. Trong không khí sôi động và hào hứng, các thí sinh đến từ thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Cần Thơ và các tỉnh trong vùng đồng bằng sông Cửu Long chính thức bước vào vòng sơ tuyển cuộc thi Người đẹp Tây Đô lần thứ nhất năm 2023. Đến với vòng sơ tuyển của cuộc thi Người đẹp Tây Đô thì em cảm thấy rất là vui và háo hức. Cái hay của cuộc thi đó là nêu được vẻ đẹp của người phụ nữ cũng như là về tài trí, về nhân ái và lòng dũng cảm của người phụ nữ ạ. Em yêu thích cái nét văn hóa và con người của Cần Thơ mình, và em cũng mong muốn hình ảnh của mình có thể góp một cái phần nào đó trong cái việc mình quảng bá những cái nét đặc trưng về du lịch, về con người Cần Thơ ạ. Ban giám khảo vòng sơ khảo cuộc thi Người đẹp Tây Đô gồm các thành viên: trưởng ban, thạc sĩ Phạm Kim Dung, tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn quảng cáo và thương mại Sen Vàng; phó trưởng ban, soạn giả Nguyễn Thành Kiên, hội viên Hội nghệ sĩ sân khấu Việt Nam, hội viên Hội nhạc sĩ Việt Nam, chủ tịch Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Cần Thơ; thành viên ban giám khảo, Hoa hậu Thế giới Việt Nam năm 2022 Quỳnh Nguyễn Mai Phương và nhà thiết kế Ngô Nhật Quy. Cố vấn phần đo nhân trắc học là phó giáo sư tiến sĩ, bác sĩ Võ Quỳnh Trang, trưởng phòng đào tạo sau đại học, trưởng bộ môn giải phẫu Trường Đại học Y Dược Cần Thơ. Sau phần đo nhân trắc học, các thí sinh trình diễn trang phục tự chọn và trả lời câu hỏi phỏng vấn của ban giám khảo. Chất lượng của thí sinh cũng tương đối tốt, có những thí sinh là vượt trội hơn khá nhiều. Và điều đặc biệt là dù là cuộc thi tên gọi là Người đẹp Tây Đô nhưng mà cũng có rất nhiều các bạn thí sinh từ các tỉnh thành khác đã biết được thông tin và cũng tham dự. Đây là một cái tín hiệu rất là vui cho cuộc thi Người đẹp Tây Đô năm nay. Cuộc thi Người đẹp Tây Đô lần thứ nhất năm 2023 do Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ giữ bản quyền và tổ chức nhằm tưởng nhớ đến hình ảnh của người đẹp Tây Đô Lâm Thị Phấn, một trong những nhân vật tiêu biểu của Cần Thơ, nữ tình báo tài sắc vẹn toàn. Tôn vinh nét đẹp chân thiện mỹ của người phụ nữ Việt Nam, tìm kiếm những nét đẹp hiện đại, nhân ái, trí tuệ, bản lĩnh để trở thành gương mặt đại diện thành phố Cần Thơ, thực hiện sứ mệnh, góp sức quảng bá phát triển văn hóa du lịch Cần Thơ. Hiện tại thì em đang rất là hồi hộp nên là em muốn thử thách bản thân mình. Em rất là hồi hộp nhưng mà bây giờ thì em cảm thấy rất là tự tin trong qua phần trình bày của em ạ. Vòng sơ khảo cuộc thi Người đẹp Tây Đô, ban giám khảo đã chọn ra top 40 thí sinh bước tiếp vào vòng bán kết diễn ra ngày 10 tháng 12. Ở vòng thi này, thí sinh trình diễn trang phục áo dài, áo bà ba để chọn ra top 25 thí sinh vào vòng chung kết. Đến đây chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin mến chào tạm biệt.